Cái bài toán này bài toán rất cơ bản, thì khi mà chúng ta làm được giải phương trình bậc nhất thì chúng ta sẽ qua giải phương trình bậc hai, nó không bị rối, nó không bị rối. Và lúc mà chúng ta viết á, thì các bạn xác định giúp cho thầy bài toán của chúng ta giải phương trình bậc 1. Vậy mình cũng làm giống như hôm trước, vào là gì, là AB, ra à ra là nhận xét về nghiệm. Nhận xét nghiệm ở đây là nó nhiều hơn vô nghiệm, vô số nghiệm và có nghiệm, chứ không phải là chỉ là x trừ b trên a. Như vậy thì mình giải quyết này bằng cách nào? Vậy lúc này các bạn sẽ có một cái sơ đồ thuật toán. Khi mà chúng ta học á thì các bạn sẽ có một cái vẽ cái sơ đồ thuật toán ở đây. Như vậy chúng ta sẽ có đầu vào, và chúng ta sẽ nhập liệu. Đó, như vậy cái này chúng ta gọi là sơ đồ khối. Chỗ này chúng ta sẽ nhập A phải nhập B. Nhập A nhập B. Và xuống đây thì các bạn sẽ kiểm tra xem A và B này với điều kiện như thế nào. Điều kiện như thế nào? Đó. Như vậy đây là khối kiểm tra. Khối kiểm tra. Thì chỗ này là lệnh if nè, nếu vậy chỗ này mình có thể kiểm tra trước là a bằng 0. Nếu đúng là a bằng 0 thì chuyện gì xảy ra, thì mình sẽ làm gì? Nếu đúng là a bằng 0 thì mình sẽ làm gì? À, nếu đúng là a bằng 0 thì sao? Chưa, chưa chắc, đúng không? Bởi vì a bằng 0 thì nó còn có hai trường hợp nữa. À, nếu như đúng a bằng 0, bên này mình sẽ kiểm tra tiếp. Như vậy chỗ này mình có thể đưa ra đây trường hợp đúng, nếu a bằng 0 mà b bằng 0, b bằng 0 thì sao? À, chỗ này nếu b mà bằng 0 thì mình sẽ kết luận là, mà đúng nữa, nếu chỗ này là đúng, nếu chỗ này là đúng thì mình có thể, chỗ này là đúng thì mình kết luận chỗ này gì đây? À, vô số nghiệm. Còn nếu mà sai, sai tức là b, b khác không, chỗ này là sai, b khác không thì mình kết luận là vô vô nghiệm, bởi vì trừ b trên a, a bằng 0 rồi, vô nghiệm. Còn nếu trong trường hợp chỗ này, chỗ này mà a bằng 0 là sai, a bằng 0 là sai thì mình kết luận là x bằng trừ b chia a, x bằng trừ b trên a. Và xuống đây chúng ta sẽ kết luận. Và với những bài toán, dù có phức tạp cỡ nào thì các bạn cũng có thể vẽ được một cái sơ đồ khối giống như thế này. Đó. Vào, ra. Và khi mà chúng ta code á thì chúng ta code đúng theo cái sơ đồ này, nó sẽ không bị nhầm, nó sẽ không bị thiếu bất kỳ một cái đoạn nào hết. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy nè. Một số bạn á thì xuống đây các bạn kiểm tra, nếu a bằng 0 và b bằng 0, bạn kết luận là vô số nghiệm. Xuống hàng bạn kiểm tra tiếp. Nếu a bằng 0 và b khác 0 thì phương trình vô nghiệm. Vậy nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện cái gì? Xuất hiện cái gì? Đây, đoạn code của mình. Mình sẽ khai báo biến a. Các bạn lúc nãy các bạn hay cái là các bạn khai báo plot a phẩy b, ab các bạn khai báo plot luôn.
và x của các bạn cũng là plot thì không có vấn đề. Nhưng nếu trường hợp mà các bạn khai báo A là nguyên, B là nguyên là xuất hiện vấn đề đấy. Rồi, mình khai báo plot luôn. Mình sẽ nhập A. Vậy nhiệm vụ của mình bây giờ là nhập đầu vào là A. Muốn nhập thì phải làm gì? Xuất ra câu thông báo. Mình cứ nghĩ trong đầu, mình cứ hỏi vậy đi. Rồi mình trả lời và mình xuất ra câu thông báo. Rồi, chỗ này nhập A. Chấm phẩy. Scan. Scan. Phần trăm. F. Phẩy. Có dấu và không? À, trừ khi đó là con trỏ là cha sao thì mình mới không có dấu và. Còn ở đây là một biến bình thường thì có dấu và. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập B. Và khi các bạn code, các bạn nhớ tab đúng cha đúng con giúp thầy. Nãy có một số bạn là khi tab thầy thấy nó chưa có được tốt lắm. Các bạn sẽ nhập B ở đây. Và xuống đây chúng ta sẽ if làm theo đúng cái sơ đồ khối này luôn. Nếu A bằng 0. Nếu A bằng bằng 0, mặc dù trên sơ đồ thuật toán mình ghi là bằng, nhưng mà ở đây mình sẽ rồi mở mở ngoặc thì tự nó đóng ngoặc. Cố gắng giúp thầy, enter xuống. Nếu như mà các bạn sợ nhầm thì ở đây A bằng 0 là dấu cộng. Mình đang làm cái này. Bây giờ mình làm luôn cái dấu trừ. Thì chỗ này bạn sẽ có L. Mở ngoặc. Đó, L. Mình để sẵn như vậy. Rồi, phía bên trong đối với A bằng 0 mà đúng thì mình làm gì nữa? Mình làm tiếp một lệnh if B bằng 0. Thì xuống đây nó là con của lệnh ở trên. Thì nếu B bằng bằng 0. Lại trong B bằng bằng 0 này nó lại có hai cái, thì ở đây mình eo luôn. Rồi, nó sẽ không nhầm, không thiếu. Rồi, cái đầu tiên, nếu trường hợp mà B bằng 0 đúng, B bằng 0 đúng, kết luận phương trình vô số nghiệm. Vậy chỗ này print các bạn không cần phải phải cố gắng viết tiếng Việt chỗ này nhé, tại vì thực chất sau này nếu như bạn nào mà viết chuyên si thuần xử lý console thì bạn nghiên cứu để đẩy tiếng Việt vô đây cũng không muộn. Còn không, sau này mình viết toàn trên form không à, trên win không, không cần phải phải làm ở trên console này. Cho nên cũng không cần mất thời gian ở chỗ này. Bạn nào nghiên cứu được thì càng tốt. Rồi, chỗ này print phương trình vô nghiệm. Còn thiếu gì không? Sau mỗi lệnh của C. À, chấm phẩy. Ok. Nếu trong trường hợp chỗ này mà các bạn dịch nó báo lỗi. Báo lỗi ở đây nó nói gì? À, thiếu dấu chấm phẩy phía trước dấu đóng ngoặc. Chú ý giùm thầy nhé, phía trước dấu đóng ngoặc. Dấu đóng ngoặc ở đây nó nói là ở dòng số 21. Nó báo vậy đó. Mặc dầu dòng số 21 không có lỗi, nhưng cấu trúc của chúng ta bị sai là ở dòng số 21 cột 3. Là nó nói chỗ này nè, dòng số 21 cột 3 là đây nè. Nhưng mà thực ra là thiếu trên này. Các bạn biết cách đọc lỗi thì các bạn sẽ thấy rất là dễ. Còn không, ở dưới này chúng ta sẽ print nghiệm của phương trình phương trình gì? A x cộng B bằng 0. A x cộng B bằng 0. Nhưng mà cái chỗ A x này mình sẽ thay thế A là cái mình nhập lúc nãy, B là cái mình nhập chứ không phải là chữ A, đúng không nào? Cho nên chỗ này A là cái mình nhập, mình nhập kiểu plot. B là cái mình nhập kiểu plot. Và
mình sẽ xuất ra đây A phẩy B. Được chưa? Nếu nghiệm của phương trình là thì chỗ này mình đưa luôn vô đây là x bằng trừ b trên a. Vậy nghiệm phần trăm f, vậy chỗ này mình xuất tiếp một cái nữa trừ b chia a. Như vậy chúng ta đã có nhu cầu chúng ta cần xuất cái chuỗi là ax cộng b bằng 0 là nghiệm bao nhiêu. Được không nào? Có bạn nào đang bị vướng gì chỗ này không? Chấm phẩy. Như vậy là xuất của chúng ta. Và các bạn có sơ đồ thuật toán. Đây là bài toán mà nó chạy gọn. Rồi tí nữa thầy sẽ viết lại cho các bạn với một cái cách viết khác. Với một cách viết khác. Ví dụ A mình cho là trừ B trên A. A cho bằng 10 đi, B bằng 7. Rồi, 10 chấm, 7 chấm là 0.7. Như vậy nó ra số thập phân khá là nhiều. Vậy mình muốn cho số thập phân của chúng ta ít lại. Thì chỗ này nó có hai giá trị. Ví dụ như là mình để là 8.2. Có nghĩa là gì? Chừa 8 khoảng. Chừa 8 ký tự. Trong đó có 2 ký tự là phần thập phân. Còn nếu như các bạn chỉ để chấm 2 thôi thì độ dài là tương ứng với độ dài lớn nhất của cái giá trị đó, chứ nó không có chừa khoảng cách. Như vậy sau này nếu mà các bạn muốn canh lề cho nó đẹp, ví dụ như điểm có bạn là 9,25, có bạn là 7,5, như vậy 25 và 5. Rồi có bạn, ví dụ như là mình lấy số tiền nữa, thì cái phía trước thập phân á, nó có thể là nhiều ít khác nhau. Như vậy chúng ta chừa khoảng cách, thì chúng ta có thêm số phía trước. Còn ở đây thì chúng ta sử dụng chấm 2 thôi là đủ. Đây là mình viết bình thường. Rồi, có bạn sử dụng if giống như thế này. Thay vì các bạn if giống như thầy, thì các bạn if là nếu A bằng bằng 0 và B bằng bằng 0 thì kết luận phương trình này làm sao? Vô số nghiệm. Rồi, bạn xuống bạn kiểm tra tiếp. Nếu A bằng bằng 0 và B khác 0, kết luận phương trình vô nghiệm. Rồi, xuống hàng. Bạn sẽ kiểm tra gì nữa không? Nếu A khác 0, A khác 0, bạn sẽ kết luận là phương trình có nghiệm. Như vậy, nếu mà mình chạy như vậy, chương trình của mình cũng không hề sai. Không sai các bạn nhé. Nhưng nó sẽ bị chậm cái gì nè. Ví dụ, bây giờ phương trình của mình cho vô là A và B khác 0. A và B đều khác không hết. Xuống này nó có thực hiện kiểm tra không? Có chứ. Xuống đây nó gặp if trước thì nó phải kiểm tra cái đã. Rồi, nó kiểm tra là A đã khác không rồi đó. Nhưng mà xuống đây lại kiểm tra một lần nữa. Và xuống đây lại kiểm tra một lần nữa. Như vậy cái lệnh if này kiểm tra mặc dù là A của chúng ta khác không nhưng mà kiểm tra đến 3 lần. Kiểm tra đến 3 lần. Làm thực hiện cái bước kiểm tra này đến 3 lần. Còn nếu trong trường hợp này, nếu A khác 0, A bằng 0, đúng hay sai? Giả sử chúng ta nhập vô A khác 0, B khác 0,
Ví dụ như A bằng 5, B bằng 7 đi. Thì A bằng 0 đúng hay sai? Sai, xuống đến đây luôn. Xong. Chương trình của chúng ta gọn hơn, chạy nhanh hơn. Được chưa? Với công nghệ hiện nay, coi năm coi bảy thì cái này không đáng, nhưng mà với một cái bài toán mà chúng ta đánh giá về giải thuật thì chúng ta sẽ làm như thế này, nó sẽ chạy ổn hơn ha. Các bạn chú ý, mặc dù các bạn làm như vậy không sai, nhớ là không sai nhé. Đó, như vậy thì các bạn chú ý giúp cho thầy đối với bài toán. Và bài toán này tuy là dễ nhưng thầy muốn cho các bạn thấy là cái cách để mà mình làm, cách rồi mình làm. Vậy bây giờ đối với lại bài toán mà giải phương trình bậc 2, giải phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này như thế nào? Rồi, các bạn có thể là vẽ giúp cho thầy.